Nay mình khui hộp nồi chiên không dầu này. Để hướng dẫn sử dụng này. Mới tinh luôn. Là bóc tem luôn này. Nút này để nhấc cái này ra. Để mình nhấc được cái lòng chiên rồi đây. Này chắc là để hấp luộc này. Chiên này. Bấm nút này rồi nhấc lên. Nó xuống. Kìa. Màn hình này. Cảm ứng luôn nút nguồn này. Nướng thịt, tôm, nướng bánh này. Khoai tây này. Được rồi. Cắm điện xem nào nhé. Cái trên này không mở được gì cả. Trong này có cái mai so gì này. Để lấy nhiệt đây này. Cánh quạt nữa này.
Ok. Dây điện nó sẽ dài khoảng 1 mét này. Sẽ cho mình chọn chế độ tôm bánh này, đùi gà này, thịt nướng này, nó mặc định cho mình luôn, cá này, chiên khoai tây này. Thì 20 phút. Nhiệt độ là 200 độ C, có thể giảm xuống tối đa là 200 độ C. Thời gian 20 phút, 19 phút. Tối đa 60 phút. Nhấc ra là nó tự tắt luôn.